Thưa quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với bản tin Hoa Kỳ và Thế giới của Đài Trung Tôi ngày hôm nay. Xin chúc quý vị có được ngày mới an lành và một ngày làm việc nhiều niềm vui. Hôm nay Đài Chúng Tôi gửi tới quý vị nội dung Đảng Dân Chủ chuẩn bị ra dự luật giới hạn thời gian làm việc của thẩm phán tòa án tối cao. Trực thăng Trung Quốc rơi khiến ba người thiệt mạng. Bầu cử Mỹ đã thu được hơn nửa triệu phiếu bầu Tổng thống. Mỹ diễn tập đánh chiếm đảo và tấn công tàu Trung Quốc. Chính phủ Mỹ từ chối yêu cầu trì hoãn lệnh cấm tải xuống chiếc chót. Sau đây là chi tiết nội dung. Đảng Dân Chủ chuẩn bị ra dự luật giới hạn thời gian làm việc của thẩm phán tòa án tối cao. Các nghị sĩ Đảng Dân Chủ tại Hạ viện chuẩn bị đưa ra một dự luật vào tuần tới giới hạn nhiệm kỳ của các thẩm phán tòa án tối cao xuống còn 18 năm. Các nghị sĩ Đảng Dân Chủ tại Hạ viện cho biết họ dự kiến đưa ra một dự luật mới vào tuần tới quy định thời gian làm việc của các thẩm phán tòa án tối cao. Cụ thể, dự luật mới còn cho phép mỗi tổng thống Mỹ được phép đề cử hai thẩm phán trong 4 năm nhiệm kỳ. Động thái mới này của Đảng Dân chủ được đưa ra khi có những mâu thuẫn gay gắt với việc ông chủ nhà trắng và Đảng Cộng hòa đang gấp rút thúc đẩy cuộc bỏ phiếu mới để tìm người thay thế thẩm phán Ruth Bader Ginsburg. Bên cạnh đó, thời hạn nhiệm kỳ của các thẩm phán cũng được rút ngắn lại. Hiện nay các thẩm phán tòa án tối cao sẽ làm việc tới cuối đời, trung bình khoảng trong khoảng 25 năm. Tuy nhiên, Đảng Dân chủ đã đề xuất giới hạn thời gian này xuống còn 18 năm. Đây là dự luật đầu tiên được đưa ra nhằm rút ngắn thời gian làm việc của thẩm phán. Theo giám đốc điều hành của Fiscal Web Bros, một nhóm minh bạch tư pháp có chiến dịch tranh cử cho nhiệm kỳ của tòa án tối cao. Được biết, đề xuất các giản nhiệm kỳ làm việc cho thẩm phán tòa án tối cao đã được nhận được sự ủng hộ của một số học giả pháp lý ở cả cánh hữu và cánh tả. Theo Reuters, một số cuộc thăm dò dân ý cho thấy phần lớn người Mỹ cũng đồng tình với quyết định này. Trực thăng Trung Quốc rơi khiến ba người thiệt mạng, vào ngày 26 tháng 9, một chiếc trực thăng màu trắng đã bị rơi gần huyện Hắc Thủy, Châu Tự Trị, A Bá, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Truyền thông nhà nước cho biết có 3 người tử vong tại hiện trường, theo sao được hốp. Đoạn video phát trực tiếp trên mạng cho thấy một chiếc trực thăng màu trắng rơi xuống đất trong suốt quá trình bay, khói bốc lên từ phía bên đường. Các bộ phận của máy bay vỡ rơi rải rác khắp mặt đường. Một số chỗ vẫn còn đang bốc cháy, một số bộ phận khác của máy bay rơi vào gần hồ chứa nước. Dựa trên các báo cáo tổng hợp từ tin giúp Bắc Kinh và các phương tiện truyền thông khác, cục quản lý khẩn cấp quận Hắc Thủy đã thẩm tra xác minh có 3 người tử vong trong vụ rơi trực thăng này. Theo lời kể của ông Trần, một người dân ở huyện Hắc Thủy, ông nghe thấy tiếng trực thăng rơi xuống lúc hơn 12 giờ. Máy bay trực thăng đã bay thấp khoảng hơn 1 giờ trước khi rơi rõ ràng là chiếc máy bay này bay từ phía thị trấn Sắc Nhĩ cổ xuống và có xu hướng lao về phía Quang Đãng hơn. Điều kiện thời tiết ở thị trấn Sắc cổ Nhĩ không tốt lắm. Bên trên có nhiều mây và sương mù. Một nhân chứng khác nói rằng chiếc trực thăng bị nghi va vào sườn đồi khi đang bay xuống, rồi rơi ngay xuống hẻm núi. Hiện tại tại hiện trường chỉ thấy thấy ba người rơi từ máy bay xuống. Một người nằm gần đống đổ nát của máy bay trực thăng, một người nằm ven đường gần hồ chứa nước và một người khác rơi vào trong hồ chứa cả ba người này đều không có dấu hiệu của sự sống. bầu cử mỹ đã thu được hơn nửa triệu phiếu bầu tổng thống. theo ủy ban bầu cử hoa kỳ tính tới sáng ngày thứ năm 24 tháng 9 đã có tổng cộng 516.334 người bỏ phiếu bầu tổng thống ở các tiểu bang được tổ chức bầu cử sớm. theo bản tin hôm thứ sáu ngày 25 tháng 9 của fox news, 25 tiểu bang đã bắt đầu nhận phiếu bầu qua thư của những cử tri không thể đi bầu trực tiếp. North Carolina là tiểu bang đầu tiên thực hiện việc này vào ngày 3 tháng 9, 60 ngày trước ngày bầu cử chính thức. Cũng theo Ủy ban bầu cử Mỹ, tính đến thứ năm không có bang nào tổ chức bỏ phiếu trực tiếp tại các điểm bỏ phiếu. Do lo ngại dịch bệnh, việc bỏ phiếu trực tiếp có thể sẽ bị thu hẹp. Điều đó đồng nghĩa với việc bỏ phiếu qua thư sẽ là hình thức chủ yếu trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ lần này. Đây là hình thức bầu cử được phía đảng Dân Chủ ủng hộ. Tuy nhiên, phía đảng Cộng Hòa tỏ ra lo ngại đối với cách bỏ phiếu qua thư vì dễ bị gian lận. Fox News hôm thứ Năm đưa tin, Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu chính quyền hạt Pennsylvania, bang Virginia, một trong những bang được bầu cử sớm chấn chỉnh cách điều hành việc bầu cử khi nhiều phiếu bầu qua thư cho Tổng thống Trump bị thất lạc bất thường, bên cạnh cáo buộc nhiều bao thư chứa phiếu bầu bị mở. Mỹ diễn tập đánh chiếm đảo và tấn công tàu Trung Quốc Quân đội Mỹ trong thế gươm tốt vỏ, nọ dương cùng sẵn sàng cho kịch bản tấn công tàu Trung Quốc trong khuôn khổ của tập trận người bảo vệ Thái Bình Dương năm 2020, do quân đội Mỹ tiến hành vào trung tuần tháng 9, binh sĩ Mỹ đã diễn tập mô phỏng đánh chiếm đảo quy mô lớn, sử dụng tên lửa tầm xa tấn công mục tiêu giả định tàu Trung Quốc, theo NTD. Nhà báo quân sự người Mỹ David S. đã có bài viết về cuộc tập trận này đăng trên Forbes hôm 17 tháng 9. Theo ông, các cuộc tập trận tháng 9 giải rác trên hàng triệu dặm vuông của khu vực châu Á Thái Bình Dương dường như có vẻ riêng lẻ nhưng hãy cộng chúng lại với nhau thì thấy rõ ràng các cuộc tập trận này đang thực hành một chiến dịch tấn công đảo do quân đội chỉ huy nhắm vào các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Người bảo vệ Thái Bình Dương 2020 là cuộc diễn tập phối hợp lục quân Mỹ làm chủ liên hợp tác chiến. Tình huống huấn luyện là một khi xảy ra sự cố ở Tây Thái Bình Dương, quân đội Mỹ có thể bị đặt vào tình trạng khẩn cấp. Từ Mỹ Quốc sẽ khẩn trương điều động một sư đoàn đến Thái Bình Dương, đổ bộ lên các đảo kết hợp tác chiến chiếm đảo và kìm hãm kẻ địch. Bài báo cho biết cuộc tập trận này kéo dài từ đảo quốc Pala đến quần đảo Alatian ở Alaska, tức là xuyên Thái Bình Dương, từ chuỗi đảo thứ hai đến chuỗi đảo thứ ba. Toàn bộ khoảng cách diễn tập trải dài trong phạm vi 8.000 km. Ngoài hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao được chuyển tới đảo Alatian, hệ thống tên lửa tầm xa cũng được đưa tới khu vực. Theo mô tả của S, đầu tiên các máy bay không vận của không quân Hoa Kỳ hạ cánh xuống một đường băng đơn giản trên một hòn đảo xa xôi ở Thái Bình Dương. Từ trong bụng máy bay, binh lính Mỹ túa ra với đầy đủ trang bị. Một tàu đổ bộ cập vào hòn đảo để chuyển xuống các bệ phóng tên lửa. Một tuần sau, lực lượng lính dù của lục quân đã đổ bộ xuống quần đảo ở Alaska. Các máy bay chiến đấu tàng hình của không quân Hoa Kỳ bay trên đầu và sau đó các máy bay vận tải gửi thêm vũ khí tới trận địa. Cuộc tập trận những người bảo vệ Thái Bình Dương 2020 nằm trong chuỗi các cuộc tập trận quy mô lớn của quân đội Mỹ với chi phí khoảng 300 triệu đô la Mỹ mỗi năm với hàng chục nghìn binh lính Mỹ tham gia. Bài báo cho biết, ngoài Đài Loan, Biển Đông là khu vực dễ xảy ra xung đột, khu vực giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Vì thế, công cuộc tập trận hôm nay là để đáp ứng với các điều kiện trong tương lai, dự phòng trước cho các vấn đề có khả năng phát sinh. Hiện tại, có vẻ như kẻ thù trong tưởng tượng không ai khác chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc, theo NTD. Ngoài ra, cuộc tập trận lá chắn dũng cảm của quân đội Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 9 đã tiến hành diễn tập đánh chặn mục tiêu tên lửa chống hạm nhằm vô hiệu hóa đòn tấn công của đối phương. Cuộc tập trận này đã chứng kiến sự tham gia của nhiều tàu chiến, gồm tàu sân bay US Ronald Reagan, tàu tấn công đổ bộ US America, 100 máy bay và 11.000 quân nhân từ các lực lượng. Lá chắn dũng cảm là cuộc tập trận quy mô lớn được tổ chức 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 2006. Cuộc tập trận nhằm đánh giá khả năng phản ứng nhanh của quân đội Mỹ, bảo vệ lợi ích quốc gia và giành chiến thắng trước bất kỳ kẻ thù nào. Lá chắn dũng cảm chính là cốt lõi của học thuyết tác chiến không biển mà Mỹ đang triển khai đến châu Á Thái Bình Dương. Ngày 16 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã có bài phát biểu tại Rand nói rằng trong thời đại cạnh tranh quyền lực lớn như hiện nay, Bộ Quốc phòng Mỹ đặt Trung Quốc lên vị trí nguy cơ hàng đầu, sau đó là Nga và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương là chiến trường chính. Ngoài ra với việc Bắc Kinh gây hấn và coi thường các cam kết của họ ở trên Biển Đông và Hoa Đông. Chẳng hạn như vụ đánh chìm tàu Việt Nam và các đội tàu cá Trung Quốc xâm nhập vào các vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia và Philippines là những ví dụ khác về những nỗ lực của Trung Quốc nhằm định hình lại và phá hoại trật tự quốc tế, vốn mang lại lợi ích cho các quốc gia lớn và nhỏ. Ông cũng đề cập rằng chiến lược quốc phòng của Mỹ bao gồm ba trụ cột chính: sẵn sàng chiến đấu, tăng cường quan hệ đồng minh và đối tác và hiện đại hóa. Ngày 14 tháng 9 trong khuôn khổ tập trận Người bảo vệ Thái Bình Dương 2020, quân đội Mỹ đã tiến hành tập trận nhảy dù tại khu vực huấn luyện Donnelly, Alaska nhằm tăng cường khả năng đối phó với các nguy cơ an ninh tiềm tàng. Trước đó, vào ngày 11 tháng 9, quân đội Mỹ công bố ký thỏa thuận quân sự với Bộ trưởng Quốc phòng Maldives, tuyên bố cho biết hai bên tái khẳng định cam kết thiết lập một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở nhằm thúc đẩy an ninh và thịnh vượng của tất cả các quốc gia trong khu vực. Động thái này được xem là một lần nữa nhắm trực tiếp vào Trung Quốc. Đội quân Hoa Kỳ cũng có kế hoạch đầu tư cho quân đội ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương trong năm tài chính 2021. Dự kiến ngân sách cho khu vực này sẽ cao hơn kế hoạch, cao hơn ngân sách cho tập trận Những người bảo vệ châu Âu 2020 lên tới 364 triệu đô la Mỹ. Ngân sách của tập trận Những người bảo vệ châu Âu 2021 sẽ giảm xuống còn 150 triệu đô la Mỹ. Hiện tại quân đội Hoa Kỳ đã triển khai 85.000 quân thường trực ở khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Điều đó nêu bật tầm quan trọng của việc quân đội Hoa Kỳ tập trung tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn mang tên người bảo vệ, lần lượt ở hai khu vực quan trọng. Chính phủ Mỹ từ chối yêu cầu trì hoãn lệnh cấm tải xuống TikTok. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết chính phủ Mỹ sẽ không trì hoãn lệnh cấm tải xuống TikTok tại Mỹ có hiệu lực vào ngày 27 tháng 9, theo Nikkei Asian Review. Ngôi thẩm phán liên bang ở Washington hôm thứ Năm ngày 24 tháng 9 đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump xem xét trì hoãn lệnh cấm để tòa án có thêm thời gian quyết định vụ việc. Thẩm phán Carl Nicole cho biết, đến 2 giờ 30 hôm thứ Sáu ngày 5 tháng 9, chính phủ Hoa Kỳ đã phải thông báo cho tòa án về việc họ sẽ di rời hạn chót lệnh cấm hay đệ trình một kiến nghị phản đối yêu cầu trước đó của TikTok lên tòa án liên bang. Yêu cầu trước đó của TikTok được đệ trình lên tòa án quận ở Washington cho rằng lệnh cấm tải xuống ứng dụng này từ hai cửa hàng ứng dụng Apple và Google vượt quá quyền lực của Bộ Thương mại và Tổng thống theo luật Mỹ. Bộ Tư pháp đã đệ trình một phản đối với yêu cầu của TikTok vào sáng thứ Năm khẳng định lệnh cấm đối với TikTok và chủ nhật này vẫn duy trì hiệu lực. Tòa án đã lên lịch một phiên điều trần khác vào lúc 9 giờ 30 phút sáng chủ nhật theo giờ The Washington để đưa ra phán quyết về việc liệu có ban hành lệnh phủ quyết lệnh cấm của chính phủ vốn có hiệu lực vào nửa đêm cùng ngày hay không. TikTok là chủ sở hữu Biden có trụ sở tại Trung Quốc, trước đó đã đệ đơn khiếu nại yêu cầu tòa án bác bỏ xác lệnh hành pháp của Trump được ban hành vào tháng 8. Lệnh cấm TikTok của Bộ Thương mại Mỹ trước đó dự kiến có hiệu lực vào chủ nhật nhưng bị hoãn một tuần sau khi hồi tuần trước tổng thống Trump gửi lời chúc thành công đến một thỏa thuận giữa Bidens với hai công ty của Mỹ là OCRE và Walmart. Tuy nhiên, Bidens và hai công ty Mỹ đã đưa ra những tuyên bố trái ngược với quyền sở hữu và quyền kiểm soát TikTok Global, một thực thể mới được tạo ra theo thỏa thuận. Công ty Trung Quốc cho biết họ sẽ giữ lại 80% cổ phần trong công ty mới. Tuy nhiên, hôm thứ Hai, ngày 21 tháng 9, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ không thông qua một thỏa thuận nếu Ocre và Walmart không nắm toàn quyền kiểm soát. Cùng ngày, Ocre đã cho biết rằng các công ty Mỹ sẽ chiếm đa số và Bisden sẽ không có quyền sở hữu trong TikTok Global. Trong khi đó, Bisden cho biết hôm thứ Năm rằng họ đã đệ trình đề xuất hợp tác với Ocre và Walmart lên cơ quan thương mại Trung Quốc để chờ phê duyệt. Trung Quốc gần đây đã thắt chặt các hạn chế xuất khẩu đối với các công nghệ như thuật toán đề xuất nội dung, khiến Bisden ngày càng khó bán hoạt động của mình ở Mỹ. Tại phiên tòa hôm thứ Năm, một luật sư đại diện của TikTok cho biết ông không có thêm thông tin gì về tiến trình thỏa thuận. John Hall, trưởng nhóm tranh tụng tại công ty luật Covington and Building cho biết, cho đến thời điểm hiện tại tôi hiểu rằng chưa có giải pháp thương mại nào ổn thỏa.